Running Man Việt Nam, fan đào bới cảnh méo miệng của Lan Ngọc, 7749 lần xinh đẹp cũng không xóa được hình ảnh này. Chương trình truyền hình Running Man Việt Nam 2021 chơi là chạy vẫn đang trong quá trình ghi hình. Theo dự kiến, đến tháng 7 năm 2021, tập đầu tiên của Running Man Việt Nam mới phát sóng. Trên các fanpage, người hâm mộ liên tục đào bới hình ảnh cũ ở mùa trước. Trong đó, đáng chú ý nhất có màn bóc phốt nhan sắc thực của Ninh Hương Lan Ngọc. Không ít khán giả chia sẻ lại loạt ảnh Lan Ngọc chịu hình phạt thổi gió vào miệng cực kinh dị. Theo đó, trong phút bất cẩn Lan Ngọc bị quay lại cảnh méo miệng mà ai nhìn vào cũng không dám tin đây chính là nữ chính Gái Già Lắm Chiêu 2. Hồi Running Man mùa 1 lên sóng, Lan Ngọc cũng nhiều lần van nài khán giả đừng chia sẻ hình ảnh méo miệng này của mình nữa. Trên Facebook, cô nàng bất lực bày tỏ: "Hãy quên đi hình ảnh đêm qua, bé Ngọc, tên gọi thân mật của Lan Ngọc là đây, cơn gió thổi banh cái miệng, các anh chị biên tập nhiệt tình tu lại quá giờ phát tán mọi người, còn đâu cô gái xinh xắn 9 tuổi, xóa ký ức đêm qua đi nhé." Dường như nhận ra Lan Ngọc đang bị đào bới ảnh méo miệng hài hước, fanpage chính thức của Running Man Việt Nam 2021 chơi là chạy đã đăng ảnh Lan Ngọc xinh đẹp rực rỡ với 7749 biểu cảm khác nhau, nhưng xinh đẹp cỡ nào cũng chẳng có ích lợi gì khi hình ảnh méo miệng đình đám vẫn đang được đông đảo khán giả chia sẻ trên mạng xã hội. Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ cô trở lại với Running Man mùa 2 bằng tất cả sự hứng khởi và năng lượng tràn trề. Nữ diễn viên khẳng định mình vẫn đáng yêu, chơi hết sức và tiếp tục là nữ hoàng cơ hội. Chiến thuật của cô là bất chấp chiêu trò, thậm chí phản bội lại đồng đội để quyết tâm giành chiến thắng. Tuy nhiên, Lan Ngọc khá băn khoăn vì trải qua một mùa, có lẽ các cast nam đã cảnh giác, đề phòng hơn, không còn nhường nhịn cô như trước nữa. Ngoài ra, Ninh Dương Lan Ngọc tự lượng sức mình cũng cho rằng, mặc dù lớn thêm một tuổi nhưng cái đầu Ngọc vẫn vậy, nên tiêu chí tham gia Running Man của nữ diễn viên là có nhiều chơi nhiều. Và sau đây sẽ là một số khoảnh khắc đáng yêu của Lan Ngọc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Bắp Channel. Hãy like và subscribe để nhận video mới nhất từ chúng mình nhé!